ơi, suốt ngày đưa đón con đi học thế này thì làm gì có thời gian cho công việc, cho bản thân nữa. Chưa kể các con khi mà chờ bố mẹ đến đón thì vừa đói vừa mệt. Tại sao phải khổ thế các anh chị ơi? Hello, xin chào mọi người. Tình hình là năm học mới sắp bắt đầu rồi. Dung thì năm nay vào lớp 6 nhưng mà chưa có xe để đi. Bình thường thì cũng toàn mẹ lai đi thôi. Cho nên là hôm nay quyết định cho Dung đi cùng để mua cho con một chiếc xe đạp điện. Mình thì thấy con hay kể là các bạn cùng lớp thì hay đi xe hãng PK. Cho nên mình cũng lên trên mạng tìm hiểu ý. Thì biết được ở Hà Nội có một cái showroom ở chỗ 426 Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội. Cho nên là hôm nay quyết định hai mẹ con cùng đến để xem tận nơi. Nói chung thì con thì lúc nào cũng thích xe đẹp thôi. Nhưng mà mẹ mua xe thì phải chọn một cái xe nó phải tốt nhất, nó phải bền nhất. Và quan trọng là con cái mình đi học nó an toàn ý. Thôi bây giờ không để Sung sốt ruột nữa thì hai mẹ con mình vào xem luôn nhá. Đi con. Xin chào mọi người, em là Minh Hiếu, quản lý showroom xe điện Pega tại số 426 Xã Đàn, Hà Nội. Thời điểm này thì các anh chị đang mua xe cho con mình đi học rất là nhiều. Chính vì thế cho nên là điện thoại của em lúc nào cũng trong tình trạng cháy máy luôn anh chị ạ. Alo. Dạ vâng, chị đến nơi chưa? Em đang ở cửa hàng đây rồi. À, chị Mai tới rồi. Em chào chị ạ. Em mời chị vào trong nhá. Này này, con thích xem này. Nó có bạn nào cũng biết. Đấy, em xem. Con chị là nó thích cái xe này lắm rồi đấy. Mà chị cũng nói thật với em, bình thường cũng toàn mẹ lai đi học thôi. Vâng ạ. Nhưng mà đợt này chị chuyển công tác xa quá, đi lại cập dập em ạ. Dạ vâng. Thì em xem tư vấn cho chị nhá. Vâng, không biết là chị Mai có mong muốn hay là có yêu cầu gì về chiếc xe không để em có thể hỗ trợ cho chị tốt nhất. Chị thì nghĩ là chị phải có tìm một cái xe nó phải bền với cả an toàn đấy bạn. Dạ vâng. Vâng, đây thì cũng là nỗi lo của chị Mai và rất nhiều các bậc phụ huynh. Hôm nay thì em sẽ giúp cho chị cùng mọi người hiểu rõ nhất về chiếc Pega Cup 3S là chiếc xe điện bán chạy top 1 toàn quốc dành cho các bạn học sinh nhá. Về chất lượng của xe điện dành cho học sinh, bên em khẳng định Pega là số 1 Việt Nam. Pega đã được Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Đây là chứng nhận vô cùng danh giá, đảm bảo sản phẩm của Pega vô cùng chất lượng và hiện đại, uy tín hàng đầu hiện nay. Pega cũng chính là thương hiệu xe điện đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu đi thế giới như Cuba, Ấn Độ. Anh chị có thấy các container chứa hàng nghìn xe điện Pega không nào? Thật sự là rất tuyệt vời. Không những thế, xe Pega còn được các vị bộ trưởng, các vị lãnh đạo đánh giá rất cao đấy nhé. Vì vậy, các vị phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của xe Pega nha. Ừ, nói chung là chị cũng nghe nhiều bạn bè với cả người thân giới thiệu qua về thương hiệu bên em, cho nên là cũng khá tin tưởng. À thế em cho chị hỏi là cái xe này nó có chạy nhanh không? Tại con nhà chị nó cũng chưa đi bao giờ ấy. Và cái xe này phải đăng ký biển số không em? Ôi, xe này vận tốc tối đa là 35 km/h. Bạn đi thì cực kỳ an toàn luôn. Cup 3S sạc một lần đầy bình đi hẳn 75 km. Bạn nhà chị đi học khéo cả tuần mới cần phải sạc đấy ạ. Mà xe đi không cần bằng lái, không cần biển số. Mua về là gia đình có thể sử dụng ngay lập tức nhé. Vâng, chị nhìn đây ạ. Phanh xe thì cực kỳ an toàn chắc chắn. Phanh xe cực chất, được sử dụng trên các dòng xe máy đắt tiền, an toàn tuyệt đối ngay cả khi phanh gấp. Chị hoàn toàn yên tâm khi mà con di chuyển trên đường. Thế cái xe này thì độ bền như nào em? Chứ chị thấy mấy cái bạn hàng xóm gần nhà chị á, mua xe mấy năm là hỏng rồi, cứ phải đi thay sửa liên tục em ạ. Vâng, cái này thì chị yên tâm nhá. Pega Cup 3S ấy thì có tuổi thọ lên đến 10-20 năm cơ. Nhiều anh chị mua xe của bên em ấy từ năm 2012 đến giờ là 9-10 năm rồi. Xe thì vẫn sử dụng rất là ok, chỉ cần thi thoảng mình có bảo dưỡng một chút thôi. Đi xe điện thì gần như là không có hỏng hóc, nhưng chị đi xe máy xăng thì sẽ tốn rất nhiều chi phí để thay dầu, thay thế linh kiện. Ắc quy của Cup 3S thì cực kỳ khỏe. Nếu như không may chị mua phải những dòng xe dởm, xe nhái như thị trường thì ắc quy chỉ dùng được khoảng 1 năm là có dấu hiệu chai bình, sẽ tốn kém rất nhiều chi phí để thay sửa chị ạ. Nhà chị mà có hai bé thì cứ yên tâm là bé lớn đi xong xe vẫn ngon lành cho bé út dùng tiếp. Mà xe gọn gàng nên là các chị, các bác vừa dễ đi chợ, vừa tiện để trong nhà bé, đi ngõ nhỏ các kiểu hay là ra đường đông cũng dễ di chuyển hơn nha. Ông bà hay dậy sớm dắt xe đi ra thể dục buổi sáng thì không gây ồn, không gây ảnh hưởng tới con cháu và hàng xóm. Mà bây giờ trộm cắp nhiều, chị chỉ sợ con chị còn nhỏ ấy, nó hay lười không chịu khóa dây vào. Bà còn nói thật là khóa dây nó cồng kềnh lắm em ạ. Dạ vâng, thế thì chị mua xe Cup 3S cho bé là quá là chuẩn luôn chị ạ. Xe Cup 3S thì có chìa khóa chống trộm thông minh, khóa xe chỉ bằng một nút bấm, an toàn tuyệt đối. Mà chị còn lo cả vụ chập cháy điện nhé em. Vâng, xe Cup 3S thì có chế độ tự động ngắt khi sạc đầy. Chính vì thế cho nên là sẽ không bao giờ có trường hợp cháy nổ hay là chập điện. Chị yên tâm nhá. Mà đặc biệt là ắc quy của Cup 3S còn có thể tháo rời, rất thuận tiện nếu như mà chị ở chung cư đấy ạ. Mà xe này thì chống nước tuyệt đối, đi mưa gió ngập nửa bánh vẫn cứ lướt ngon ơ, vô tư luôn. Pega là thương hiệu xe điện số 1 Việt Nam. Chính vì vậy chế độ bảo hành, bảo dưỡng và hậu mãi sau này cũng phải tốt nhất Việt Nam. Pega cam kết bảo hành cho xe lên tới 3 năm và bảo dưỡng miễn phí trong vòng 1 năm. Luôn có sẵn toàn bộ linh kiện để thay thế cho xe. Khách hàng cứ yên tâm vì hãng xe điện Pega có nhà máy sản xuất ở Bắc Giang. Vì vậy đảm bảo cung ứng đầy đủ linh phụ kiện cho toàn quốc. À ví dụ có hôm bé đi cả tuần quên sạc, xe hết điện giữa đường thì bên em đã có đội cứu hộ tại chỗ. Đây cũng chính là điểm khác biệt mà chỉ Pega mới có.
sẽ có 4 màu cực chất chơi: đỏ nổi bật, xanh cá tính, trắng trẻ trung, đen cun ngầu. Các chi tiết nhựa được trang bị trên xe đều được sử dụng là nhựa ABS và PB nguyên chất để nắng mưa thoải mái vẫn giữ được màu sắc như mới. Nhựa còn có độ dày lên tới 2,7mm, chứ không như những xe nhái dởm trên thị trường, chất lượng cực kỳ tồi tệ, nhựa xe mỏng dính, khung ọp ẹp không chắc chắn. Tải trọng của xe lên tới 180kg. Các bạn học sinh 1m5, 1m6 trở lên đèo nhau đi học leo dốc thoải mái, êm du nhờ hệ thống giảm xóc cực kỳ xịn sò. Yên xe liền, dài và êm như ghế sofa cao cấp vậy. Ui, cháu thích con xe màu đỏ này rồi đấy chú ạ. Ơ mà xe này bóng thế, soi được cả gương luôn ý. Ờ vậy thì chú sẽ cho cháu đi thử luôn nhá. Ơ được à chú? Ok được luôn nhá. Ồ. Đi thế nào rồi con? Xe đi êm du, thích lắm mẹ ạ. Thế à? Bây giờ mới báo giá thì đảm bảo là chị sẽ chốt luôn. Với chất lượng đỉnh cao như thế này thì em khẳng định K3S là chiếc xe có giá thành tốt nhất trên thị trường rồi. Chị mà không mua xe Vega ngay thì chỉ có thiệt thôi. 14.600, chỉ 14.600 là sở hữu ngay siêu phẩm xe điện quốc dân Vega K3S. 100% xe Vega bán ra thị trường đều đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Giá xe thì đã bao gồm thuế VAT và bình điện. Mua xe về thì không cần phải thuê pin hay là mua pin, rất là phức tạp và tốn kém giống như những hãng xe hiện khác. À, Vega còn đang hỗ trợ trả góp chỉ từ 3 triệu là các bạn học sinh có thể sở hữu ngay. Xe để đi học, đi chơi vô tư rồi. Mua ngay cho các con thôi các anh chị ơi. Nhấc máy gọi ngay hotline 094 669 9991. Nhân viên showroom sẽ hỗ trợ mình 24/7 nha các anh chị. Còn bạn nào ở các tỉnh thành khác thì cứ liên hệ lên website của hãng là vega.com.vn để tìm các đại lý nhé. Tỉnh thành nào cũng có showroom nên mua xe cực kỳ dễ dàng luôn.